Hello, chào bạn, chào bạn quay trở lại với cho mình nha. Mình là trưởng sở tại đây, ok. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm về cái biệt đội học đường em ơi. Vãi cả trưởng. Thì thí sinh thứ nhất đó chính là giáo sư sừng sỏ Zuka do VKP Thành Đạt chơi, thủy thủ Booster Sở Chim do Sở Bấm TV chơi, cô giáo Hắc Ám Vera do EVG Bé Tranh chơi, giám thị thân thiện Theo Lát do 89 TMH TV chơi. Và cái thí sinh cuối cùng đó chính là MTB thần tượng học đường Muzat cho do Bành Thị Ngân chơi em ạ. Rồi, rất là thú vị luôn. Thì mình cũng cảm ơn trước bốn cái bạn này đã tham gia để làm video cùng mình. Đấy, mình rất là cảm ơn luôn, cảm ơn rất là nhiều. Đấy, thì mình cũng biết là sắp đến nghỉ hè rồi. Mình cũng hiểu được tâm trạng của các bạn học sinh. Đấy, đang rất là vui tươi phấn khởi, nhưng mà xem vào đó là những cái nỗi buồn khi mà đã xa thì phải xa thầy cô, xa bạn bè. Rồi luôn, hôm nay mình sẽ làm clip này để tưởng nhớ nha anh em. Đấy, ở tem bên kia thì có HF Linh Xeo Ôm. Rồi luôn, chào chú nha, cháu là trưởng tài xế xích lô đây bác ơi. Rồi Tây Điên à, Tây Điên Theo Lát. Ôi dồi, điên thật rồi. NAG Cường luôn, fake mờ xương em ạ. Đấy thì không biết là cái tem của chúng mình ngày hôm nay có chiến thắng được không, thì em cùng xem clip. Rồi, hôm nay mình sẽ chơi Booster Stream đấy. Một học sinh rất là ngoan ngoãn, gương mẫu, lớp trưởng anh em ơi. Lớp trưởng đây rồi. Đó, trông rất là ngáo ngáo luôn, cầm thanh kiếm chuyên đi gắt cu. Đó, rồi xinh xắn vãi trưởng luôn. Thì mình sẽ lên di chuyển định cướp con Blue. Đó, trước mặt chúng ta đó chính là cô giáo Hắc Ám. Rất là xinh đẹp nhưng mà mang cái ẩn danh đó chính là Hắc Ám em ạ. Hắc Ám là ma quỷ đấy. Rồi, tiếp tục đường mít đó chính là Muzat Ôm Thùng Ôm TV. Sơn Tường MTB, à quên, Sơn Tùng MTB ấy. Đấy, nói vui thế thôi. Còn bên đường FB kia đó chính là Theo An Lát em ạ. Theo An Lát giám thị đây. Đó, trời ơi, giám thị đây rồi. Hy vọng là giám thị quay dễ dễ thôi nhá, để cho các bạn học sinh còn có cửa mà có bài. Đấy, mù tốt đi. Trời ơi, mấy ông mù ông cướp giật mình rồi. Vãi cả trưởng, như vậy là như gặp não bố ấy em ơi. Não bố à, chìm cho tắt nắng luôn. Đó, một đáp vào món này. Rồi, như vậy là ma lốc quên nữ bố đang rất là cay cú em ạ. Tại sao lại thủ trụ vậy, không ra cho bố đập không biết. Rồi, Muzat đang đang di chuyển sang và pha này mình sẽ thả thính này. Đấy, anh ơi, cứu, cứu, cứu anh ơi. Rồi, anh ơi, cứu, cứu, cứu. Rồi, chiến công đầu luôn. Và anh là trường một pha gọi là thả thính rất là chuyên nghiệp em ạ. Rất là ok luôn, ok sờ luôn. Ấy, Mu ơi, về với chuồng của bạn đi. Trời ơi, sao lại đi chơi vậy. Đó, một cái lớp học rất là vui nhộn đấy em ơi. Rồi, cô giáo đang đánh nhau với lại The Flash em ạ. Từ từ nhá, học sinh đang ra đây. Đó, lớp trưởng ra đây. Trời ơi, chưa kịp ra thì cô đã nằm phơi ra rồi. Đó, xuống xác luôn. Đấy, một tư thế nằm úp mặt vào sông quê. Nó cần phải tưởng nhớ anh em ạ. Rồi, sắc bộc phá, nó chưa kịp bộc phá. Và có một cuộc chiến tranh nổ ra anh em ơi. Và mình sẽ sang mình vét này. Trời ơi, mù à quên, Nacot nó bắt bài luôn. Cái thằng khốn nạn chơi luôn. Chơi luôn, sợ cái gì, sợ cái gì. Thôi em đùa anh ơi. Đấy, em đùa chút thôi. Đó, vui thôi chứ đừng vui quá nhá. Murat không biết là có ôm thủ được cái pha top không, nhưng mà mình vẫn cố tình mình sang đây để mình vét. Rồi, Violet đứng lại, đứng lại đó cho mau. Trời ơi, sao lại chạy về nhanh thế không biết. Vãi cả trưởng con lợn, Violet nó tốc biến chạy nhanh lắm anh em ạ. Tiếp tục ăn chim chim cu cu nhanh nha. Đấy, ăn cho lớn thôi. Thì một trận đấu nó mọc ra rất là nhiều chim, cho nên anh em phải ăn. Đó, ăn nhiệt tình rồi luôn. Nacot đang chơi theo cái chiến thuật cướp bùa, nhưng mà bị ngay cô giáo bắt bài rồi. Đấy, đừng có đùa với cô giáo lớp mình nhá. Đó, bắt bài rất là chuyên nghiệp luôn. Đó, hành nghề giáo viên bao nhiêu năm, chả nghe không biết được mấy cái tên kia sang à. Đó. Rồi, tiếp tục cô giáo đang ra mid để bắt The Flash. Rồi, như vậy là The Flash cái pha này bạn chạy lên đảo. Trời ơi, không kịp KS của cô giáo luôn. Cô giáo rất là nhanh tay, nhanh mắt em ạ. Đó. Rồi, Ngân, Bành Thị Ngân đang ôm trụ anh em ạ. Rồi, mình sẽ sang mình ganh luôn. Như vậy là lão bố ơi, bạn chạy rồi, bạn chạy nhầm đường rồi. Nhầm đường lạc lối rồi, lạc trôi rồi luôn, không KS được luôn. Đúng là bét Vera rồi anh em ơi. Cái thanh niên này chơi Vera hay vãi trưởng à. Fake Bé Tranh đây. Trời ơi, không kịp KS luôn. Ăn xong con rơi quỷ này thì mình sẽ đáo ganh luôn được mít nha anh em. Mít đang đánh nhau rất là nhiều, nhưng mà mình sang đến nơi chắc là hết mạng rồi. Đấy, biết ngay. Thôi thì mình sẽ sang luộc tạm cái con mấy con quái rừng của tem bạn anh em ạ.
đấy, không có mạng ăn thì tôi phải chủ động đi đi farm quái thôi. Đấy, năng động lên rồi, luôn năng động quá thôi. Gặp thanh niên não bố đây rồi. Thôi thôi thôi, thôi thả em. Trời ơi. Rồi, như vậy là lớp trưởng đã bị cái thanh niên não bố với lại The Flash thịt luộc ở ngay trong rừng em ạ. Trời ơi, đen quá đi. Rồi, Theo Alat đang 1-1 solo với Theo Alat tem bên kia anh em ạ. Không biết là có ăn lại được không. Dĩ nhiên là chắc là ăn lại được rồi. Mình thấy là có vẻ là đè đường tốt. Rồi, nhưng mà Violet đã lên. Đó, The Flash sang đây và tắt điện luôn với lại Zuka béo. Rồi, Sáo Sư Thừng Sỏ đánh rất là hay. Ôi trời ơi, vừa nói khỏi mồm Theo Alat đã xuống xác rồi. Vãi cả trường, mình sẽ sang mình ganh luôn này. Đấy, con đường vét của em ở đây chứ đâu. Đó nào, Theo Alat tem bên kia là mạng đầu tiên, Violet là mạng tiếp theo. Chạy đi đâu, trời ơi, hai mạng nó cứ phải gọi là thơm ngon bổ rẻ, mút chụt chụt. Thơm quá, thơm quá, thơm quá đi. Và tiếp theo đó chính là Nakot à. Anh ơi, anh Nak cà rốt ơi, anh có ăn cà hay là anh ăn cà rốt. Trời ơi, anh chạy nhanh quá. Rồi, não bố đang một mình solo tay vo, nhưng mà thanh niên sẽ phải lên bảng. Rồi, Zuka ăn mạng anh em ơi, đèn quá. Ok, không cay hết ở mấy mạng của mấy bạn này. Rồi, như vậy là Nakot, như vậy là The Flash và như vậy là hai mạng. Ok, 4-1 rồi anh em ơi. Rất là thơm thơm thơm. Đấy, như vậy là mình sẽ rình rập cái bạn Violet anh em ơi. Team mình đang rất là xanh luôn. Đó anh em cứ đừng có đùa với lại cái biệt đội học đường nha anh em. Đó, lớp học vui nhộn. Đấy, trời ơi, em TV ơi, sang đây nào. Cái ông ôm thùng ôm TV đâu. Đó, sang đây vét mạng luôn, có mạng không, giỏi luôn. Ok, cô giáo thảo ulti là cái truyền thuyết luôn. Hay thế nhở. Ok, xin tạm con quái. Và sau đó mình sẽ ra mình vét. Thôi thôi thôi, thôi bỏ mặc cái thằng ôm thùng ôm TV. Thôi thôi, tôi về, thôi chết đi, chết đi. Đúng rồi, chết đi. Mình rất là mong em TV chết rồi, mình KS luôn. Ồ, The Flash mạng đầu tiên nha anh em. Đây, mình sẽ vét cái thằng AD tiếp này. Rồi, AD chạy đi đâu. Tốt nhất là đứng lại mà chịu chói thôi. Chống cự làm sao được với lại lớp trưởng Booster Sở Chim. Đấy, một vị tướng có thể nói là mình rất là yêu thích em ạ. Ok, đỡ bật kim rồi. Và tiếp theo là mình sẽ luộc tạm con rơi quỷ nha anh em. Rồi, Zuka đang cố gắng lết trụ nhưng không lết được rồi. Đấy, à vẫn lết được đấy. Gay ơi là gay, trời ơi gay này. Này thì gay này, thần thánh luôn này. Nữ bố này, nữ bố này. Chipper kin của tôi. Anh em đừng cay ép chipper kin của tôi. Chipper kin, rồi. Ngon quá anh em ơi. Tại sao lại trâu như thế vậy không biết. Trâu vãi cả trưởng luôn. Rồi, Theo Alat bị thầy giáo Zuka bụng bự cho một gậy vào mông thì làm sao mà chạy được. Thần thánh luôn. Ngon quá anh em ơi, có khi là trận đấu này sẽ kết thúc tại đây thôi. Đấy, 7-0 rồi, à quên, 10-0, 11 rồi. Đó, phút thứ 7. Không biết là các bạn có đầu hàng không đây. Nhưng mà thật sự là cái lớp học nó quá bá đạo anh em ạ. Quá là bá đạo luôn. Rồi, lão bố đang đi lạc trôi qua đây. Nhưng mà bạn đã phải ăn lạc rồi. Đó, ngậm củ tỏi vào mồm chứ không phải ăn lạc ý. Ok, tiếp theo The Flash đấy anh em thấy chưa. Vét mạng thần trưởng Violet này, trời ơi xuống xác luôn và đập mặt vô trụ mà chết luôn. Ok, có khi là trận đấu này sẽ thắng kết thúc giờ đàn nhanh thôi. Đấy. Và nếu các bạn thấy clip hay, ý nghĩa cũng như cái lớp học nó bá đạo vãi cả trưởng ra thì đừng quên ủng hộ mình một like nhá, một chia sẻ cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi luôn, và đăng ký là hưng phấn là nhấn biểu tượng chuông thông báo nhá. Mỗi khi mình ra clip thì anh em có thể theo dõi nó nhanh hơn. Rồi như vậy là cái thằng Nakot kia nó làm mình ngứa mắt vãi trưởng ra đấy, nó tẩu bay chạy rồi đấy. Đó, đúng là thánh Nakot em ạ. Chỉ được cái chạy là giỏi thôi, không biết là nó đi đâu rồi đấy, mình cũng không biết được. Đấy, thoát ẩn thoát hiện thôi. Nói chung là rơ cái thằng Nakot đi. Rồi The Flash đang đánh đu nghịch ngu ở cái trên cái đường rồng em ơi. Cô giáo đi đâu vậy? Hùng yêu hoa, trời ơi. Như vậy là thầy giáo Zuka yêu cô giáo hắc ám à? Ôi vãi cả trường. Ôi bình tĩnh cô ơi, bình tĩnh thầy ơi. Mấy hôm nay vui tính quá đi. Ok. Không giữ lớp à, rồi giữ làm cái gì nữa. Lên mà đập nhau cho nó sảng khoái tinh thần, tập trung trí tuệ. Rồi. Não bố đang ăn chi mình em ơi. Vãi trưởng.
mấy ông kia nhá, đừng ăn chim của tôi. Trời ơi, mất chim của tôi rồi. Rồi như vậy là cô giáo Hắc Ám đang ăn choáng rồi, choáng luôn nữ bố. Nữ bố như vậy là có chạy được không? Một ulti vào món thần thánh luôn nhá. Đấy, anh em có thể thấy được sự bá đạo của Booster Stream khi mà đi cùng với lại tem học đường, thể hiện rất là nhiều. Rồi, theo lát chống cự nha mà bụng đã bự rồi. Bye bye nhé. Một vé về quê ăn Tết thôi. Đấy, mình sẽ kết thúc game cùng với lại lớp học vui nhộn này thôi. Và chính thức chia tay. Đó. Chia tay thôi. Rồi luôn, ăn được luôn mạng. Đó, kết thúc thôi game thôi anh em ơi. Anh em của tôi đâu hết rồi, lên kết thúc game đúng rồi. Trời ơi, não bú nó ra rồi. Thôi, thả cháu. Rồi đớp luôn được mạng. Tiếp theo đó chính là Violet. Trời ơi, lạch rồi. Xỉa lạch rồi anh em ơi. Rồi, vẫn phải xuống xác luôn. Ok, Nakot chạy nhanh lắm. Nhưng mà mình không đuổi được. Rồi, nên ăn cái thằng theo lát. Thôi, Na ơi, lúc đánh thì không đánh, lúc bay đi vào làm gì. Trời ơi, xuống xác luôn. Rất là may mình đã kịp bật cái chiêu 1 anh em ạ. Đớp được ngay mạng của Nakot. Nói chung là được cái nọ mất cái kia. Đó, rất là phê. Một đổi một, không sao cả. Vẫn là vui. Like Kiên. Ok. Học sinh úp mặt rồi. Đấy, học sinh úp mặt xuống đất rồi. Đấy, cô giáo đấy. Trời ơi. Các bạn như vậy là clip này có hai học sinh thôi và hai thầy cô giáo và một thí sinh, đó chính là giám thị em ạ. Đấy, giám thị. Rất là ok luôn anh em ơi. Rồi như vậy là Murat đang đứng nhắn tin. Rồi Long Á Cước cả lớp nghiêm. Cả lớp nghiêm vãi trưởng. Rồi lên ăn cái con kinh công này rồi chúng ta kết thúc game thôi. Đấy. Rồi như vậy là Nakot làm cái gì kia? Trời ơi, nó cướp được kia. Đình mình Nakot ơi, mình thù quá bạn quá đi rồi. Nhưng mà Nakot vẫn phải xuống xác với lại em theo lát xinh đẹp. Rồi, vì The Flash đang quay ulti tròn như trong chóng tre. Chưa kịp chạy thì đã bị Vera cho ăn cái choáng vào mõm. Chết luôn. Rồi não bố với lại theo Flash đang tập trung đẩy trụ trộm. Nhưng bạn ơi, cái tầm này đẩy trụ nó ăn thua gì. Tốt nhất là đầu hàng đi thôi. Rồi theo Flash cái tầm này một nhảy thôi. Đúng một nhảy, chạy đi đâu. Vẫn phải ăn cùi trò vào mõm. Đấy, một kiếm vào mặt theo Flash xuống xác luôn nhá. Đấy, em thể thấy được Booster Stream ngày hôm nay rất là bá đạo. Có khi là được MVP như chơi. Lớp trưởng mà anh em. Mình ôm tất. Như vậy là Violet chạy đi đâu. Ôi, vai trưởng chạy nhanh thế. Ăn tạm não bố vậy. Não bố là mạng đầu tiên. Rồi, quay ulti. Trời ơi, thôi xong tôi rồi. Thôi. Cố tình ăn mạng. Rồi, như vậy là Violet. Trời ơi, hay quá. Đó, ăn xong mạng rồi chết thì nó cũng gọi là rất là vinh quang rồi. Và như vậy là video đến đây là kết thúc. Chúc anh em xem video vui vẻ và nhớ hưng phấn lên nha anh em. Đấy, bye bye tất cả anh em. Hẹn gặp anh em những clip tiếp theo. Tôi yêu tất cả các bạn nha. Trời ơi, MVP về.